Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình là Quanspin và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập thứ hai của The Conjuring House. Ở tập trước mình làm cái gì vậy nhỉ? Tự nhiên mình ở trong cái nhà sám hối rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Mình sẽ đi ra ngoài và bây giờ mình sẽ kiếm cái gì nhỉ? Chả nhớ nữa. Ok, thôi cứ đi vậy. Tiếng gì ấy? Ui, thì có cái tiếng gì vậy? Đây có máu rồi. Không biết có gì không. Ở tầng 1 là mình vào đây, khi mình vào đây là mình có thấy một cái người chim, xong rồi mình đọc một quyển sách, rồi cùng quyển sách thì biến mất. Ok, cuối cùng mà chả có gì cả, thôi đi ra vậy. Lên nhân vật của mình cứ thở hổn hển thế. Mình vừa nghe có cái tiếng gì đi sát bình thường nhỉ? Tối thế. Tối quá. Ở đây có cái ảnh gì đây? Tối quá. Giờ mình không biết mình phải kiếm cái gì luôn đấy. À, cái đầu tiên là mình phải kiếm cái đèn pin. Ở đây không có đèn pin. Ok, về đi lại vào trong bên kia. Đi lại vào trong này. Ở đây bị khóa rồi. Đây có một cái ảnh. Một cái tủ. Cửa bên này mở luôn. Khóa luôn. Phải tìm chìa khóa Taurus à? Tao rất là như là nghe như tiếng như kiểu đầu dê đúng không? Chìa khóa đầu dê. Cửa này bị kẹt này. Mình nhặt được một cái tờ giấy. Phòng này có vẻ mới nha. Ở đây có gì không? Ô, phòng này mở mở mình mở khóa được đấy. Ở đây. Phòng ngoài phòng thông nhau ạ, đậu xanh. Tưởng có cái phòng gì mới. Nhà như cái cung vậy. Bát đĩa thì rơi lẻng xẻng. Toàn mảnh xanh không. Đây có gì không? Chẳng có gì cả. Ngăn kéo này không mở được. Ôi, cái gì vậy?
Ghê vãi lình. Phòng này mở được không? Không mở được. Đậu xanh có cái ghế nó bay vào phòng này à? Rồi, kẹt cửa luôn. Không mở được. Hello. Oh shit. Mình unlock được cửa này này. Hello. Ở, nhìn chỗ này quen quen ta. Ok, mình kiểu mở khóa xong rồi cửa này nó thông. Mà chỗ này tối quá. Cửa này bị khóa luôn. Ui, đây có búp bê này. Nhìn ghê quá. Chả có gì cả. Hộp này bị khóa rồi. Mình cần chìa khóa để mở hộp. Cửa này bị khóa luôn. Cái gì đây? Nhìn nó bóng bóng. Ok, chả có gì ở phòng này nữa rồi. Chiều đầu dê này. Đầu gì ấy? Gì ấy, gì ấy? Ờ. Có gì sai sai nha. Nãy giờ mình đi mấy vòng ở phòng này mà bây giờ mình vẫn nhìn thấy chỉ có đầu dê. What the fuck? Chưa gì dưới cái bàn là sao? Giờ mình phải cúi xuống lấy. Nhặt được rồi. Nào, không đùa nha. Ui. Không đùa nha cháu. Thôi thôi nha, thôi 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 thôi. Oh shit. Violin. Ma đi chưa? Mình bị ma trêu rồi anh em ạ. Oh shit. Ôi kẹt rồi. Đi đầu kia vậy. Oh fuck. Oh motherfucker. Chạy bên nào bây giờ? Oh fuck man. Cái gì đấy? Gì đấy? Ai gõ cửa đấy? Fuck. Bây giờ mình phải tìm lại cái phòng save game ấy đã. Không tự nhiên lăn 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 ra chết thì khổ. Tìm lại cái phòng để xếp game. Đây rồi. Rồi, ok. Như vậy mình có cái chìa khóa Ares. Chìa khóa Ares để mở cánh cửa cho ta. Cửa này đúng không? Không phải. Không phải cửa này luôn. Có cửa nào đầu dê chứ không? Để mở nốt nào. Oh shit. Hello. Hello Robert. Khỏe không em? Robert? Nhậu không em? Is that you? Phải mày không? Nhìn mặt có vẻ hầm 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 các kiểu. Where is everybody? Mọi người đâu hết rồi? Hey, wait, hey. Wait, where are you going? Mày đi đâu đấy? Oh, oh fuck man. Hả, giật mình. What on earth is going on here? Có cái gì xảy ra nữa? Con quạ nó phi vào từ đường này mà không thấy vỡ kính là sao? Sai vậy, game thì sai thế.
Thật là vi diệu. Đây rồi, cửa đầu dê. Mở. Vâng ơi, mở cửa ra. À, đây rồi. Đèn pin đây. Oh shit. Đóng hết cửa rồi. Số 7. 7 đúng không? 7 như là cái mã khóa này. Mã khóa. Ờ đúng rồi. Đèn pin rồi. There's a number written on the wall. Oh, the other numbers have been erased. Có thể có một dãy số khác ở đây, kiểu là một dãy số xóa. Oh, and that's xóa. A padlock. Maybe it's connected with the lock code that I found on the door. Có thể là But who drew this? And why? Dãy khóa thì là khóa ở cái phòng bị khóa ấy. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ. Rồi. Cái gì đấy? Holy shit. Cất cái đèn pin kiểu gì ta? Ê! Đừng đập đầu nữa! Robert! Mày bị cái gì vậy? Robert, what's wrong with you? Đừng có đập đầu vào tường nữa! Answer me! Bị ma nhập rồi. Get out from here. Ok, em đi đây. Bye bye. Đuổi thì đi. Rồi, bây giờ đi vào phòng này. Bây giờ mình có thể đi kiếm pin. Pin bùng các kiểu. Cái gì đấy? Giờ phát đâu ơi ma kìa. Ui nó quay một đầu 180 độ luôn này. Đâu rồi tỉnh em ơi, mạnh mẽ lên, nó đuổi đi cả đến đít kia, đấy thôi. Bây giờ chắc mình phải chạy ra cái phòng sám hối ấy. Đây à, ok, rồi xem game lại đã. Cửa kẹt. Cửa này thì khóa, không mở được. Chỗ này tối này, dễ có số này. Nhưng không có số. Kiếm số nó khó thật đấy. Số ơi, em ở đâu? Giờ mình kiếm mình bị loạn phòng rồi. Tiết kiệm pin thôi. Cửa này bị khóa từ bên trong. Hù dân. Ai vậy?
lại cho chắc. Kiếm số cũng không ăn, cũng không không yên nữa. Check nốt phòng này. Đâu, bên này mình đi rồi, mình không là không có số. Ok, sang bên này vậy. Gì đấy? Gì đấy? Oh shit. Bên này. Phòng. Đông. Vãi lành. Cái sau đít mình lúc nào không biết ạ. Holy shit. Phải đợi một tí nó đi. Phải đợi một tí cho đi. Má mày thở ý thôi. Xếp game nữa. Làm thôi, mình sẽ xếp game ở cái kia. Đi đâu à? Mà đi đâu à? Đừng có thở hổn hển nữa, tao sợ. Tối quá, không thấy số đâu cả. Lại sắp hết pin rồi. Có khi mình sử dụng hết pin mà còn chưa tìm được một số nào cả. Chưa tìm được cái số thứ hai đâu cả. Rồi hết mẹ pin rồi. Đậu xanh. Ok, còn 4 cục. Thấy số má nào cả, buồn ghê cơ. Mới kiếm được mỗi số 7. Hay là mình phải quay lại mấy cái nhà vệ sinh ta. Lúc đầu mình chưa bị dọa thì mình không tìm thấy, bây giờ mình bị dọa mấy phát rồi thì chắc chắn là sẽ có số ở trong nhà vệ sinh. Mà nhà vệ sinh bây giờ tìm ở đâu nhỉ? Quên mất nhà vệ sinh ở đâu rồi. Chảy. Fuck. Tìm số khó quá.
Chả có số gì cả. Nhưng mà lại có pin. Hay quá. Check nốt nhà vệ sinh kia. Bên này đúng không nhỉ? Ra phải có số ở đây chứ, cho người ta ghi vào chứ. Đậu. Kẹt mẹ rồi. Ờ, cuối cùng về cái sảnh đầu tiên ạ, đậu. Fuck. Game gì mà khó vậy? Số ơi, em ở đâu? Bị kẹt rồi. Thôi. Cứu tôi với. Má ơi. Oh shit, chạy. Chạy thôi. Đóng cửa. Ok. Cái nhà ấy ở đâu? Phòng ấy ở đâu vậy? Phòng sám hối ở đâu vậy? Chết mẹ rồi. Oh fuck. Rồi xong rồi. Kẹt rồi. Kẹt rồi. Oh shit. Giờ sao? You are dead. Ok, tạm thời tập này thì vẫn chưa tìm được một cái số thứ hai nào cả. Mới tìm được một cái số 7 thôi. Ok, nếu các bạn thích cái clip này thì đừng quên để lại một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình nhá. Và đừng quên để lại comment ý kiến của các bạn nhé. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tập 3.